Hello, xin chào tất cả anh chị bạn nhé. Chào mừng tất cả anh chị bạn đã quay trở lại với kênh của em Thương Vũ Quý. Thì buổi trưa hôm nay em Thương xin phép được review cho anh chị bạn là hai khúc cẩm này. Vâng đây các bạn ạ. Đông đặc luôn nhá. Hai cục đây là 18 kg anh chị bạn nhé, 18 kg. Ok. Thì cũng không dài dòng nữa thì em đi vào kích thước liền luôn cho anh chị bạn từng khúc một này. Thì em đo phần ngắn nhất đây nhá, nếu cắt đẹp đẽ thì là 42 chị bạn này. Đấy. Thì đầu 12. 12. Chỗ đây là 18 này các bạn này, 18. Nói chung là nó không được tròn lắm thôi nhưng mà nếu tiện là vẫn cứ vít, đục cũng vẫn cứ vít. Đấy. Đông đặc luôn nhá. Ok, một cục này. Vâng ạ, cục thứ hai. Cục thứ hai thì em Thương đo này là được 56 các bác này. Cắt đẹp đẽ gọi 55 đi. Thì đây em sẽ đo cái đầu này nhá. 12 năm này. Sang đây là 15 này. Ok. Và từ đây từ chỗ biếu này qua đây coi nhé, 20 đấy, từ biếu qua đây 20, đây cũng 14 này, 14 15 hết nhá. Thế nhưng mà cục đây thì nó cái chỗ đây là nó tròn không, cổ đây tròn này, còn đây là nó hơi dẹp này. Đấy, nhưng mà đục tiện là cũng vẫn vip luôn anh chị bạn nhé, đục tiện là cũng vẫn vip luôn. Đấy, cho các bác xem từng đường vân một này, quá đẹp luôn. Đấy, anh chị bạn nhìn thấy chưa, vân này nó mê rồi, vân này nó quá đẹp rồi, các bác khỏi phải suy nghĩ nhá, quá vip luôn mà. Đấy, vân này có thấy không, đẹp mê hồn hương. Hai cục đây là 18 kg, hàng đông đặc luôn, không sâu sam bọng bẹo gì hết, đông đặc đẹp luôn. Đây cái đầu nó đây các bác này, đấy đầu đó. Đây em cho các bác xem cái bầu chưa nhỉ? Đấy, cho các bác xem lại cái đầu đấy nha. Thằng em là này không? Đấy, đẹp cực luôn. Quá đẹp luôn các bác ạ. Đấy, vân thì khỏi cần chê. Đục tiện đều phê. Dạ vâng, anh chị bạn thiện chí thì liên hệ dùng em số điện thoại 0338918991 nhé. Mọi người xem video nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Để em lên nhiều mặt hàng cho anh chị bạn xem. Ok, xin chào mọi người nhé.